Ở mấy chỗ cô cần sửa lại cho các bạn nhé. Một là trong video trước cô để cái phân loại utility nè, thì các bạn đừng làm phân loại utility nữa, mà các bạn vào cái utility này, các bạn copy cái dialog đi. Bữa trước là cô tách cái dialog ha. Đây cô copy cái dialog này, nó dài phết. Đây cô copy lại nhé. Đấy, cô để vào cái phân loại fragment này đi. Cô để cho nó một cái method ở đây. Là các bạn để cái open dialog add đúng không? Và cái này cô không truyền tham số gì cả. Ok. Đấy, cô sửa lại cái này cho các bạn nhé. Thì cái này gọi đến cái open dialog luôn. Đó, và cái này không có cần truyền tham số gì hết. Ok, cũng không có phải refresh data gì cả. Refresh có để luôn trong này. Thì ở đây các bạn thì activity thì các bạn là get đúng không? Get cái này là get down, get context nè. Đó là lại context của cha đúng không? Ây da. Đâu rồi, get context nè. Đấy, có copy cái get. Khoan. Cô đang ở fragment thì cô dùng cái hàm get context. À, khoan, coi phân loại DAO cô truyền cái gì nha. Phân loại DAO cô truyền context đúng rồi. Thì ở đây cô sao lại get context. À, sao nó lại lỗi. Khoan, đơn trỏ vào nè. Ủa, bình thường get context được mà. Đơn trỏ vào nè. Non static. À, cái này là cô để non static. Sorry. Ok, rồi. Được chưa? Rồi, cái này cũng để cái get context luôn nha. Get cái gì? Get activity ha. Đấy. Tại vì layout inflator phải là activity, cho nên chỗ này các bạn phải để là get activity, đúng không? À, layout của mình lấy trực tiếp luôn. Ar.layout chấm phân loại add đúng không? Và cái này không ta, phân loại add. À, dialog mà, dialog thì sao phân loại add được? Dialog thì là cái gì ạ? Phân loại view item không phải, nó phải có chữ dialog. Khoan. Cô coi khi nãy cô truyền cái gì nhỉ? Dialog cái gì nhỉ? Bữa trước sửa lại xong rồi lại lại lộn xộn đấy. Đấy, cái dialog cô đâu? À, coi kia có phải phân loại add không? Đúng rồi các bạn, phân loại add đấy, đúng rồi, chính xác đấy. Đôi khi lâu loay hoay một lúc lại không nhớ. Vậy cái này sẽ là phân loại add ha. Để chữ dialog thì dễ hơn đúng không? Rồi, builder, ok, cái này không vấn đề gì. Không có mốt cho nên cái này là ta bỏ cái này đi ha. Đó. Ok. Cái này là activity, cái này là get context ha. Ok. Rồi, còn gì nữa không ạ? Để cô quay lại cái cũ nha, bạn nào làm giống cái cũ. À, thì là các bạn để nguyên. Để nguyên dialog này. Đấy, các bạn thấy nó dài lắm, tách ra thì các bạn đỡ, xong rồi. Ok. Tách ra thì các bạn sẽ đỡ. Đấy. Đây là cô làm thêm sửa xóa phân loại bữa trước ạ, cô sửa lại ha. Sửa lại các bạn nhìn cho dễ. Ok. Đúng không ạ? Để các bạn coi lại video, cô chỉ sửa lại cái dialog này cho các bạn quay lại như cũ thôi. Cô không tách ra nữa. Các bạn đỡ nhìn rối. Đó. Là cô sửa lại cái bài hôm bữa nha. Rồi. Đến bây giờ mình sẽ làm một cái gọi là fragment là giao dịch đúng không? Giao dịch thì mình cô sẽ tách ra thu riêng và chi riêng để các bạn dễ hiểu. À, tại vì các bạn sẽ có cái khoản thu và chi riêng ha. Đó. Thì bây giờ cô sẽ tách ra. Đúng không ạ? Thì ở đây thì cô sẽ tạo cái fragment là thu trước chi, các bạn làm tương tự nhé. Đó, các bạn cũng tạo ra là cái dòng thu fragment. Fragment đi.
Đấy, đọc tên đơn giản thôi. Đó, các bạn cũng extend cái fragment. Ok. Rồi, các bạn cũng là on create on view. On create view. Đó, một cái hàm này. À, và có thể thêm một cái hàm nữa là on view created cũng được. Đó, các bạn dùng hai cái hàm này là chính nhá. Ok, ở đây các bạn tạo giao diện thôi. Đúng không ạ? Tạo giao diện thì các bạn add fragment thì đầu tiên là cô sẽ có một cái gì đấy ạ? Một cái recycle view ha. Một cái recycle view. À, một cái floating button đúng không các bạn? Đấy. Là thế thôi. Vậy cô sẽ copy ha. Đây. Phân loại cái nào, phân loại fragment. Phân loại fragment mình coi nào. À, activity phân loại. Đúng không ạ? À, bây giờ mình sẽ để một cái là cô tạo đây, lấy cái này cô copy luôn anh này đi ha. Activity phân loại nhá, Ctrl C Ctrl V nè. Thì các bạn để cho cô cái này là gì đấy ạ? Fragment thu. Ok, fragment thu nhá. Đó, copy ra thôi. Và các bạn thấy là nó giống y chóc nè, không khác cái gì. Đó, bây giờ cô vào code nha. Đấy, cũng là Relative Layout đúng không? Đấy, cái này là một cái Recycle View. Các bạn đặt lại tên cho cô. Cái này đặt lại nhé. Là Recycle View, cái này là thu. Ok. Rồi, Floating. Đấy, add, cái này là add thu. Cái này cô để sẽ là thu. Ok, vậy thôi đó. Được chưa? Đơn giản. Rồi. À, icon hay là mọi thứ đều giống nhau, không khác cái gì cả. Ok chưa? Đấy. Rồi, bây giờ cô sẽ add vào cái thu fragment. Là cũng tương tự như phân loại fragment thôi. Cô copy theo các bạn nhé. Đấy. Cho nó nhanh. Đấy, các bạn làm rồi mà. Cho nên cái này các bạn, và cái này không phải là phân loại mà cái này các bạn để là fragment thu là xong. Đúng không ạ? Ok, xong rồi đấy. Rồi, bây giờ tương tự như vậy thì bây giờ cô sẽ thiết kế cho các bạn. Đầu tiên là các bạn lấy cái recycle view ra ha. Các bạn làm lấy recycle view trước ha. Rồi, thì các bạn làm vào adapter. Các bạn copy luôn ha. Đấy. À, ở đây các bạn ghi adapter các bạn có thể dùng chung nhé các bạn. Thu và chi các bạn dùng chung được. Ok chưa? Ở đây cô viết một cái thôi, giao dịch thôi ha. Giao dịch ha. Adapter. Cô viết một cái thôi. Ok. Ở đây là các bạn đổi cho cô cái này không phải là phân loại mà các bạn có thể đổi thành giao dịch. Thực ra cái này các bạn không đổi nó cũng không lỗi đâu. À, thì tuy nhiên là các bạn đổi cho dễ. Ồ, cái này nó nhiều thứ quá ha. Rồi ở đây cô để đổi là giao dịch nha các bạn. Đấy. Giao dịch nè. À, recycle view. Ok. Copy anh này qua đây. Rồi thay anh này vào đây. Đó, giao dịch adapter chấm. Giao dịch cái này vào đây. Rồi sửa lại anh này. Được chưa? Đó. View holder. View holder. Đấy, sửa lại mấy cái này thôi. Ok chưa? Rồi. Rồi mình tạo giao diện để sửa lại cái này nữa nha. Đấy, mình tạo giao diện nào, mình sửa lại cái này. Vậy thì cái giao dịch mình rất là nhiều thứ đúng không các bạn? À, bây giờ có thứ nhất là gì ạ? À, ngày tháng đúng không? Có image các thứ luôn đúng không ạ? Có card view. Bây giờ cô sẽ copy cái card view ha. Đây. Card view của mình là phân loại view item. Đấy, nó là anh này. Thì bây giờ mình sẽ là thu đi ha. Thu giao dịch đi ha. Giao dịch view item. Đấy. Bây giờ cô sẽ sửa anh này cho các bạn nha.
Ở đây thì các bạn cũng để card view thì ở đây này. Cái ID á, các bạn đó, các bạn sửa này là giao dịch ha. Đó. Rồi, ở trong này mình sẽ có là gì đấy ạ? À, mình coi cái database của nó cái cây. Database coi có cái gì nhé các bạn. Các bạn phải coi ở trong này. Đấy, mình sẽ có trường gì nè. Mã thì mình không có sâu. À, tiêu đề, ngày, tiền, mô tả. Loại này không cần sâu cũng được. Loại nó thuộc loại gì không cần sâu cũng được ha. Nhưng mà sâu ra cũng ok, không sao hết. Ok chưa? Rồi cô sâu ra hết thông tin cho các bạn coi ha. Sâu ra hết thông tin để xem các bạn xem nó như thế nào ha. Thì cái giao dịch view đâu rồi? Ở đây mình sẽ có là tiêu đề, đúng không? Tiêu đề. Rồi. À, cái này là các bạn để đỡ là tiêu đề ha, là tên loại đó. Cái thứ hai là TP hopper. Cái thứ hai là ngày, đúng không? Ngày. Ok, ngày. À, anh này thì lại anh là ở dưới cái tiêu đề, TV tiêu đề đấy. Ok rồi, cô lại copy anh này xuống. Anh này các bạn sẽ để là cái này là gì ạ? À, số tiền, số tiền, đúng không? Tiền. Anh này sẽ nằm phía dưới của anh là ngày. Đấy, nó giống nhau à? Thấy không, nó đẩy xuống các bạn, thấy rất là đơn giản đúng không? Đó, rồi thêm một cái text view nữa. Mô tả ha. Mô tả và loại đúng không ạ? Để các bạn muốn làm kiểu khác cũng được. Mô tả. Cái này nằm ở dưới cái tiền. Đúng không? Đấy. Thêm một cái nữa là có vẻ như là cái này hơi dài. Không sao hết. Cái này là loại đúng không? Loại. Ok. Anh này sẽ nằm dưới anh mô tả. Ok. Rồi. Như nó vậy đó mà nó bự lắm. Không không nhỏ đâu. Nó bự lắm. Thì ở đây các bạn thấy là cái icon bây giờ nó trở nên lệch lạc rồi. Và mình cảm thấy là cái việc này nó không còn cân đối nữa. Cái thiết kế này không cần cân đối nữa. Thì các bạn là trạng thái ở mô tả của mình ấy. Thì cái ngày và cái tiền các bạn có thể sắp xếp lại được không? Đó, cái con có thể là cái này hơi bự và nó không còn cân đối nữa các bạn này. Thấy không? Hoặc là các bạn sắp xếp kiểu gì đó. Tùy cân trái hay cái cân phải hay cái này ở dưới cũng được. Tức là các bạn tùy các bạn ha. Thôi cái này cô sẽ không đi vào cái không đi vào layout, các bạn chỉnh sửa sau nhé. Nếu không chỉnh sửa nữa các bạn tự chỉnh sửa. Cô chỉ có hướng dẫn các bạn lấy hết thông tin ra thôi. Ok. Đấy. Thì cái này các bạn là cái gì? Image view cô vẫn để nguyên nhưng cô sẽ đổi lại cái tên. Đây. Edit không phải là edit loài nữa mà edit cái giao dịch ha. Đấy, delete cũng delete loài nữa mà delete cái giao dịch. Ok, đổi lại cái tên. Và đương nhiên anh này sẽ là gì đấy ạ? À, edit cái giao dịch. Ok. Đó, thì nó chỉ cô chỉ đổi lại cái tên thôi, còn lại mọi thứ các bạn giao diện các bạn tự biên tự diễn nhé. Được chưa? Rồi, được cái item rồi thì cô bắt đầu cô chuyển sang bên chỗ adapter. Giao dịch adapter. Rồi cái nào không cần thiết cô xóa bớt đi. Được không? Cái nào không cần thiết cô đóng bớt đi. Đấy. Menu. Rồi, cái này để giao dịch adapter. Cô sẽ sửa lại anh này. Text view của mình thì bây giờ sẽ là gì đấy ạ? À, tiêu đề. Tiêu đề. Cái này là ngày. Cái này là text view là tiêu đề ngày số tiền text view mô tả và thêm một cái text view
chưa? Text view nữa là text view loại. Ok. Đó. Rồi, cái này giữ nguyên không sao hết. Cái này là cả view cái giao dịch. Giao dịch. Ok. Ở đây là tiêu đề. Ok. Tiêu đề. Ở đây là gì ạ? À, ngày. Ngày. Ở đây là ngày. Ok, sửa lại nhé. Đấy, có phải sửa lại hết. Rồi, 5 cái lận. 1, 2, 3. Ở đây là tiền. Take view cái này là tiền. Rồi, cái này là mô tả. Này là mô tả. Này là loại. Cái ô nhầm nhầm. Ủa? Này là tiêu đề, ngày, tiền. À, cái này mô tả. Cái này là loại. Đấy, một khi loại. Ok. Xong. Cái này thì không phải là cái này loại mà là giao dịch ha. Và cái này là card view. Cái này cũng là giao dịch ha. Ok chưa? Đấy, là đã xong rồi đó các bạn. Đấy. Rồi, mình sửa trên này nữa. Đây. Cái này thì là cái này là đang add cái view vào đúng không? Đây, layout inflator thì phân loại view, không phải là phân loại mà giao dịch. Giao dịch view item nhá. Ok. Còn dưới này mình sẽ map vào cái này. Đúng không? Tham chiếu với cái này holder. Text view là tiêu đề. Đó. Cái này không phải là phân loại mà cái này sẽ là giao dịch nha các bạn. Giao dịch. Ồ. Vậy thì lên trên này mình coi đối số truyền vào của mình nè. À, cái này là giao dịch. Và ArrayList cái này cũng là giao dịch nha. Đấy, copy xong mình phải sửa lại cho nó đúng. Ok, là chính xác rồi. Còn ở đây mình không có gì liên quan. Rồi, cái này là giao dịch đúng không? Đấy, ok. Rồi, thì ở đây mình sẽ là cô xóa mấy anh này đi. Rồi, cô sửa anh này nè. Cái này sẽ là giao dịch nè. Chấm get cái gì ạ? Get tiêu đề. Rồi cô copy ha. Có 5 trường thì cô lấy 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Cái này là gì ạ? Cái này là ngày. Các bạn làm thứ tư khỏi bị nhầm lẫn nha. Get ngày. À, get ngày kiểu này là đang kiểu date. Các bạn muốn chuyển sang kiểu text thì các bạn dùng cái simple date format ha. À, chờ xíu. Cô sẽ chuyển cho các bạn sau. Có nó gặp lỗi. Bữa trước có một bạn hỏi cô về cái ngày tháng như này. Bị lỗi chỗ này. Chờ tí nha, cô sẽ làm cho các bạn chỗ này. Để các bạn để chỗ này cho cô ha. Rồi, cái này sẽ là tiền cũng vậy. À, bạn đấy, bạn bị cái vấn đề về tiền. Đúng không? Tiền thì chắc là nhiều người gặp vấn đề. Tiền, đúng không? Get tiền. Nó cũng lỗi, chỗ này để double. Đấy, bạn cũng bị lỗi đúng ha cái này. Đúng không ạ? Rồi, cái này là cái gì ạ? À, mô tả. À, và đương nhiên cái này get sẽ là get mô tả. Ok. Và cái này là loại. À, thì cái này các bạn sẽ không get. Cái get nó sẽ ra cái mã loại đấy. À, get cái mã loại đấy. Nhưng mà mình sẽ không lấy cái mã loại. Ha. Ồ, nó trả về kiểu in mà nó không có nhắc lỗi trời. Đúng ạ, nó không, mình sẽ không lấy mã loại mà mình sẽ lấy tên loại mình để đây. Mình lấy tên loại mình để đây ha. Thì làm sao để lấy được tên loại đây? Thì các bạn phải truy vấn nó ra. Hiểu không ạ? Đấy. Ok, cái này nè. Cái này chuyển đổi từ kiểu in sang kiểu chuỗi nó dễ lắm. Còng hai nhảy cái nó chuyển về kiểu chuỗi. Cái này double cũng vậy. Còng hai nhảy nó cũng chuyển về kiểu chuỗi. Rất đơn giản đúng không? Nhưng chỉ riêng cái ngày. Riêng cái ngày này thì nó không thể nào mà còng hai nhảy được. Đúng không ạ? Tại vì kiểu nó là kiểu date. Thì bây giờ cô sẽ convert kiểu nè. Thì cô khai báo một cái lớp gọi là lớp simple format. À, cô khai báo một cái lớp là simple
Simple Day Format. Đó, Simple Day Format, các bạn chịu khó làm quen với cái gói này bằng New Simple Day Format. Các bạn lưu ý cái định dạng kiểu của ở trong cái SQLite nó sẽ là year, month, đây đúng không ạ? Thì các bạn để là year, month, đây. Các bạn đây để các bạn convert nó sang cho nó đúng kiểu khỏi các bạn nhầm lẫn nha. Thì đây các bạn gọi cái class đó là simple day format chấm để chuyển sang kiểu gì đấy ạ? Kiểu date sang kiểu string thì các bạn dùng cái format là đủ nhá, cái hàm format. Đó, các bạn đưa anh này vào trong cái hàm format là được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái hàm này là nhiều nhá. Vậy là xong rồi. Là mình đã convert xong nhá. Rồi. Ở đây các bạn gì đấy ạ? Các bạn edit đúng không? Cái này là gì đấy ạ? Edit. Cái click edit thì truyền vào cái giao dịch này. Giao dịch nhá. Đấy. Đây. Giao dịch. Đó. Còn ở dưới này các bạn truyền vào delete cũng truyền vào cũng giao dịch luôn. Giao dịch chấm get mã mã giao dịch ha. Rồi. Ok. Rồi mình sẽ không dùng phân loại DAO ha các bạn. Đó, cái này mình sẽ không dùng phân loại DAO. Mình sẽ dùng cái kia, cái này tính sau, có comment lại có hỏi lỗi ha. Hỏi lỗi nè. Rồi, ở dưới này cái open dialog update các bạn làm gì? Cái này không truyền cái phân loại mà truyền cái giao dịch ha các bạn. Đấy. Đây, cô để chữ giao dịch đi, khỏi bị nhầm lẫn. Ok. Rồi, của mình là dialog này. Dialog này mình chưa làm. Đúng không? Chưa làm thì các bạn cứ để đó cái đã, chưa đụng tới nó. Hoặc các bạn chưa làm thì các bạn cứ comment trước đi đã. Ok chưa? Đấy, chưa làm thì cứ comment mấy cái này trước đã. Ok. Chưa làm thì cứ comment không sao hết nha. Để đây tí nữa có sửa sau, cứ comment đi. Sửa sau. Đó, cái nào lỗi, cái nào không lỗi thì thôi. Đấy, chưa làm thì cứ để đó thôi. Rồi. Ok. Vậy là cô vừa viết xong cái adapter ha, để xử lý đổ dữ liệu nè. Sửa lại adapter rồi, cái dialog chưa làm vội. Ok chưa? Rồi. Trong dialog này thì có cái gì? Trong dialog này thì các bạn có cái update đúng không? Đấy, phân loại update nhưng mà chưa làm vội. Ok. Rồi. Bây giờ cô chạy thử nhá. Khoan. Đổ dữ liệu ra mình đổ sao nè. Từ từ nhá. Mình xem có DAO của mình đã làm chưa. Cái giao dịch DAO đã làm chưa. Bây giờ các bạn lưu ý là cô đang làm cái thu. Đúng không? Vậy cô vừa làm được một cái adapter rồi nè, giao dịch adapter rồi nè, xong. Được chưa? Các bạn chưa làm tới mấy cái này các bạn có thể bỏ nhé. Cô bỏ đi các bạn khỏi rối nè. Adapter nè. Thu chi. Dialog update. Bỏ cái này đi nhé. Bỏ cái này đi luôn. Ok, cô bỏ đi các bạn khỏi rối. Đó. Anh này cô cũng bỏ luôn. Delete chưa làm cô cũng bỏ luôn. Khi nào đến nói cô sẽ nói. Rồi. Đó, các bạn thấy là nó rất đơn giản nè. Đấy nha. Giao dịch adapter nè, giao dịch view holder nè. Trong view holder thì các bạn add các trường vào đây. Chưa xử lý gì dialog hết. Rồi. Ở đây là các bạn gọi đến cái giao dịch view item nè. Và cái này các bạn set dữ liệu vào cho nó nè, là xong. Đã xong cái adapter. Rồi. Và cái có giao dịch DAO ta làm gì rồi? Giao dịch DAO thì ta có cái hàm get all để lấy toàn bộ dữ liệu. Và các bạn get lấy theo trạng thái. Tức là nếu mà các bạn để thu thì nó sẽ lấy cái thu, mà truyền vào chi thì nó sẽ lấy cái chi. Vậy thì mình sẽ làm giao dịch, mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ lấy cái này. Ok chưa? Đấy. Vậy thì cô sẽ gọi cái hàm này như thế nào nhá? Thì cái hàm này cô sẽ gọi ở trong cái giao dịch thu fragment. Giờ cô sẽ gọi cho thu fragment ha. Thì đây các bạn sẽ gọi tới cái DAO đầu tiên nè.
Các bạn lưu ý nhé, cái này mình có cái recycle view, tức là mình có một cái view, mình có một cái adapter là cầu nối, và bây giờ mình cần một cái dữ liệu nữa, đúng không ạ? Mình cần một cái dữ liệu nữa. Vậy bây giờ cô sẽ khai báo cái view trước. Vậy cô sẽ khai báo là cái recycle view trước, recycle view trước đó. Đấy, recycle view. Ok rồi, cô mới file view by đi, để đâu cũng được nhé, để đây cũng được nè, để đâu cũng được ha, cô để đấy ha. Rồi recycle view sẽ bằng view chấm file view by đi, đúng ạ? Các bạn lấy r chấm id chấm recycle view của cái thu. Xong chưa? Rồi các bạn muốn add được cái recycle view này lên trên cái fragment á, thì các bạn phải thêm cho cô cái đoạn code này nhé. Đây, nếu các bạn muốn thêm cả recycle view vào thì các bạn phải thêm cái đoạn code này. Layout manager nè, thấy chưa? Ok, bạn nào tắt cho cô cái mic cái nhỏ. Rồi các bạn thêm cái này xuống cho cô nè, và các bạn đây là recycle view vào đây, ok chưa? Đấy, để cái này là để hiển thị cái giao diện của recycle view nha. Ok rồi, bây giờ các bạn đến cái phần nữa là các bạn khai báo adapter đúng không? Rồi adapter nè là buộc cầu nối nhá, cầu nối nè là giao dịch adapter, các bạn để chữ adapter vào đây. Rồi thì cái adapter gắn bằng gì? Gắn bằng new giao dịch adapter. Các bạn truyền vào cái gì? Đối số thứ nhất là các bạn truyền vào cái context. Context thì các bạn dùng cái hàm get context là được. Và đối số thứ hai các bạn là phải cái danh sách đúng không ạ? Danh sách click của giao dịch đúng không? Đó cái dữ liệu. Mà dữ liệu bây giờ chưa có nè. Vậy mình có cái view rồi. Mình có cái adapter rồi, bây giờ mình thiếu một cái dữ liệu nữa, tại vì adapter là cầu nối giữa dữ liệu và cái view mà. Đúng không? Thì các bạn có phải là recycle view thì chấm set adapter đúng không? Đưa cái adapter vào thôi. Đấy. Thì có nghĩa là cái adapter là cầu nối giữa cái view, cái recycle view và cái danh sách, cái dữ liệu. Thì bây giờ dữ liệu chưa có, bây giờ cô sẽ khai báo dữ liệu nhé. Thì ta sẽ có tạo một cái array list. Dữ liệu của mình sẽ là array list đúng không ạ? Giao dịch. Đó, cái list sẽ bằng new array list ha. Ok. Rồi, bây giờ các bạn tạo dữ liệu nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái DAO, giao dịch DAO nè. Đó, bây giờ mình khai báo nhé. Giao dịch DAO bằng new đúng không? Đấy, mình sẽ có cái DAO nè, là giao dịch DAO. Thì cô mới ghi là giao dịch DAO ha. Ok. Đó, các bạn mới khởi tạo nè. Giao dịch DAO sẽ gắn bằng new giao dịch DAO. Truyền vào là cái active, cái context thì các bạn cũng get context đưa vào. Được chưa? Rồi, cái list của các bạn ấy sẽ gắn bằng giao dịch DAO chấm get all. Nhưng mà get all các bạn không để cả, mà các bạn truyền trạng thái vào. Các bạn truyền là cái thu. Nếu mà chi thì các bạn truyền cái chi vào thôi. Là xong rồi đấy các bạn. Đúng không ạ? Đấy, nếu là chi các bạn truyền chi vào. Đúng không? Bây giờ thu mình sẽ truyền thu vào, nó sẽ lấy toàn bộ những giao dịch của thu. Thì bây giờ mình sẽ coi cái DB helper của các bạn nhá, được bao nhiêu cái giao dịch ạ? Ở đây là có 3 giao dịch nè. Có mấy cái thu? Cái một là thu đúng không? Đó. Có một cái thu thôi, còn cái hai là thu. Đó, còn một cái số 5 đó là cái chi. Vậy là mình sẽ có ra được hai dữ liệu là đúng nhá. Rồi bây giờ mình chạy thử nhé các bạn. Đây, mình chạy nhé. Rồi các bạn chờ một xíu. Rồi cô sửa lại để chạy được anh này á, thì cô sửa trong cái menu nhá. Đây, trong cái activity nè. Đây.
Cô sửa đây nè. À, fragment không phải là new phân loại nữa mà thu fragment. Các bạn thấy không, sửa lại nó rất là nhanh. Chỉ cần đổi lại cái fragment, thêm cái dòng đấy là xong. Đấy, còn ví dụ chi chẳng hạn, các bạn chỉ cần thêm cái, xong thêm cái fragment chi. Cái này các bạn là, ví dụ cái này là chi, đúng không? Đó, các bạn chỉ đổi cái này là chi fragment, cái là xong, đúng không ạ? Đấy, các bạn để đưa vào cái menu. Thì chi, tại vì chi chưa làm mà, cho nên là cô chưa đưa vào. Đấy, các bạn đổi cái này nhé, để các bạn chạy cái menu nè, thu chi thống kê nè. Đấy, tùy các bạn nhé, mỗi mỗi bạn sẽ làm một cái giao diện một kiểu. Đây là cô làm cái giao diện cơ bản thôi, để các bạn theo dõi cho nó dễ. Đó, quan trọng là các bạn hiểu được logic. Nếu các bạn logic mà không hiểu, các bạn sẽ làm rối. Nhiều khi giao diện các bạn thiết kế cũng bị rối ha. Rồi, cái này là loại đúng không? Bây giờ cô sẽ vào cái thu nè. Thấy không? Các bạn thấy có hai cái đúng không ạ? Bây giờ các bạn làm chi, các bạn chỉ cần copy sang, không cần làm thêm cái gì nữa, hầu như là giống 100% luôn. Không từ giao diện, từ đây hiện tại là cái này cô đang để là cái mã, thì chỗ này chúng ta sẽ không để mã, mà chỗ này các bạn sẽ để là cái tên loại ha. Cái tên loại các bạn thấy ra hai đồng chí rồi đúng không? Đó, thì cái chỗ này nè, các bạn sửa tên loại thì các bạn phải select thôi nhá. Chắc chắn các bạn phải select từ database xuống xem cái một là mã là loại gì, đúng không? Thì adapter đây, đây chỗ này mã loại nè. Thì các bạn lấy được mã loại rồi thì các bạn phải lấy được thông tin theo mã ha. Thông tin tức là select theo mã, thì là select theo mã thì để các bạn vậy, các bạn làm ở trong cái loại ha, các bạn làm ở trong cái phân loại á, phân loại down. Đây là get info by ID, các bạn có thể get cái thông tin by cái ID đúng không ạ? Đó, có ID rồi, lấy info theo ID thôi. Bây giờ ở trong cô viết thêm cho các bạn chỗ này nhé. Đấy, cái này là các bạn get all đúng không? Nhưng cô không get all, cô get by ID. Đó, hoặc là các bạn thay câu lệnh truy vấn là nó xong à, nó ra dễ lắm. Đây, không không sao, cô viết riêng từng cái các bạn, để các bạn đây get by ID. Đó, trả về thì không phải là trả về cả một cái danh sách mà trả về một phân tử. Tại vì get by ID thì nó ID luôn là duy nhất, cho nên bạn nào mà trả về danh sách chỗ này là trật. Và chỗ này các bạn cũng không cần phải while. Hiểu không ạ? Cũng không cần phải while. Đấy. Ok. Cũng không cần next. Bởi vì nó có một phân tử thôi. Nhá. À, và các bạn return cái gì? Return phân loại thôi, cho nên cái này cũng bỏ. Đúng không? À, cái này cũng bỏ luôn. Và các bạn return cái phân loại này nè. Đấy. Thấy chưa? Return của một đồng chí à. Đấy, và câu lệnh truy vấn này là gì? Select sao from phân loại where. Where. Cái mã loại. Mã loại. DB helper các bạn đâu? Đây, các bạn để là cái mã loại đúng không? Đâu, quay cái mã loại này gán bằng. À, các bạn bằng đúng cái mã loại các bạn nhập vào. Mã loại nhập vào các bạn sẽ là, các bạn để là integer mã đúng không? Bằng cái mã. Đây, cộng mã là xong. Đó. Ok chưa? Select sao from phân loại where cái mã loại, lấy mã. Ok chưa? Ồ, mã này bị trùng nè. Ok. Thì cái này cô sẽ không cần lấy cái mã nữa. À, để mã cũng được. Ở đây các bạn để cho cô cái mã loại nhé, để khỏi trùng cái mã này ha. Không sao hết ha. Đó. Rồi sau để các bạn phải move to first. Tại vì cái này con trỏ nó không được về đầu, cho nên các bạn đưa nó về đầu tiên. Tất nhiên là một dòng thì nó cũng là dòng đầu tiên luôn. Sau đấy các bạn sẽ lấy từng phân tử của nó và add vào phân loại là xong. Và các bạn trả về phân loại. Và cái này là trả về một phân tử thôi, tại vì các bạn đang get by ID. Hiểu không ạ? Cho nên các bạn sẽ không làm vòng lặp. Ok không? Đấy.
À, vậy thì bây giờ cô sẽ gọi đến cái hàm này thôi nhá. Và các bạn ở đây, ở bên cái giao dịch adapter này, các bạn cũng khai báo cái phân loại DAO. Ok. Đấy, các bạn có thể khai báo ngoài hoặc trong tùy nhá. Nếu dùng chung thì các bạn để ngoài, dùng riêng để trong. Phân loại DAO bằng new phân loại DAO, đưa context vào. Đó. Và các bạn trả về được anh nào? Ở dưới này nhá. Các bạn sẽ trả về được cái gì? Đây. Integer mã loại sẽ gán bằng cái get mã này. Đó. Đúng không? Đó, sau các bạn mới lấy được cái gì đây? Phân loại PL sẽ gán bằng phân loại DAO. Các bạn mới chấm là get by ID nè. Đưa vào cái mã loại vào. À, là đã các bạn lấy được cái phân loại rồi. Và bây giờ muốn lấy phân loại, tên của phân loại thì các bạn chỉ cần add là phân loại chấm get tên thôi là xong, nó sẽ trả về tên loài nhé. Đấy, nó mấy dòng vậy đó. Đó, chạy thử nhá. Tức là nó sẽ trả về tên loài chứ không phải trả về cái số. Trả về cái số này các bạn không hiểu nó là cái gì. À, các bạn không hiểu là các bạn đang chi cho mục gì, đúng không ạ? Cho nên các bạn phải lấy tên ra các bạn mới biết được. Mã là chỉ dùng để liên kết thôi nhé các bạn. Rồi. Đấy, các bạn lưu ý là các bạn đang làm cho đối tượng là khách hàng họ dùng chứ không phải là để mình dùng. Đấy. Cái này các bạn là đây, lương. Cái này là thu nợ. Thu nợ, đúng không? Đấy. Đấy loại. Các bạn mà kỹ hơn nữa thì các bạn hai chấm là loại gì đó ha. Loại thu chi gì đó ha. Đó là cô vừa làm xong cái phần là lấy là read view của recycle view của cái thu chi. Bây giờ cô tạm thời cô đóng lại cái này đã, tại vì cô sẽ cắt bớt cái video cho nó đỡ dài ha.